từ tất cả các màn biểu diễn, từ tre đến hoa sen đến nón lá, rồi tất cả các nước Đông Nam Á hội tụ lại, thì mình cảm thấy là nó tải truyền tải gần như là tất cả các tinh hoa của Việt Nam mình đến với bạn bè của các nước Đông Nam Á và cả những nước ngoài Đông Nam Á nếu xem thì. Ồ, mấy màn trình diễn hôm nay rất là đặc sắc, bùng nổ luôn á, kiểu như là em quân và hồi hộp, rất là hồi hộp. Mỗi lần mỗi trận trình diễn mà nổ ra cái là em sẵn dây ống hết trơn. Rất là tự hào về Việt Nam mình làm được cái khai mạc hoành tráng như vậy luôn á. Năm nay thì cũng kiểu là sau năm Covid ý, thì đây mới là cái sự kiện thể thao nó lớn được như thế này thì thứ nhất là mình rất là vui, cũng như là kiểu mọi người cũng chắc là sẽ cũng kiểu chung cái không khí thế thôi.